định ra rô này. Cái rô cứng này. Cái gì chết, cái gì chết hả? Đấy, đè mà trùng nó đè mà. Nó ở trong đó bị đừng. Ngọt quá ngọt. Chỗ này nghe chắc xịt bớt cá. Chúng ta bằng cầm ác, chúng ta bằng chúng ta bằng cái gì? Cái trề chắc rồi. Còn cái lóc, cái lóc. Cái lóc này mọi người. Ồ, dính cái lóc quá tươi luôn, thật luôn. Lạnh, lạnh. Dính già. Thành bạch cá, thành bạch cá. Thành bạch cá luôn. Ở lúc lúc trong rồi. Đi mà thôi. Em là nó kìa, nó kìa mẹ nó. Mẹ nó dính vào được rồi. Giờ này im ha. Mà thấy thăm gần hơn trên dưới kia thăm sao á. Cái này nó lâu cắm nữa, có cái đâm ngoài đâu có. Hả? Cái này lâu cắm đặng nữa, hãy cắm như cắm như hải đâu có. Ừ. Nhé. Cái gì ta xịt, ở ngay ít chạy, ít ta xịt hả? Cái này ít sửa không, nó có nhưng mà nó có hơn xíu. Cá trê hả? Cá lóc hả? Cá lóc. Cá lóc nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con này xíu nó sẽ Tết lỏ và ba con này. Mình còn có lắp như là con cá rô. Tiếp tục nha mọi người. Chạy nữa rồi. Mọi người, tiếp ghê. Dướng, dướng trà hay gì? Lâu quá bị sức ra. Thôi lâu quá ông thăm sức mỏ rồi. Cũng mới hiện tại vậy, cái mình mới kỳ cắm xuống xuyên dính á. Rồi cái thời gian lâu quá sức. Chứ không phải là do mình tâm trạng. Biết giờ nào nó ăn là mình tâm trúng giờ đúng không? Sớm hơn muộn. Tí rồi ta. Chết luôn. Chết thì thôi chứ sao. Chết mặn luôn chứ sao. Nó sâu quá thôi. Quá yên quá yên. Bóng tròn. Cá khủng. Cá khủng là đồ vô đó. Con câu quăng 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 cây luôn. Cắt môi luôn. Muốn gãi câu luôn. Anh là mời cũng dính điện con cá lóc rồi ở nhà. Đặc biệt ít dính con cá lóc. Nhỏ vậy. Ừ. Chung vô. Bự không? Cỡ con cá lóc nhỏ nãy em bắt. Tiếu. Đặc biệt ít. Có nước hả? Mà để khuya quá sảy với nó chết mà có anh không có cái cử cho mình ngọt hai đêm á. Vâng giờ đó dính dưới mà hãy giờ đó yên đó nhưng mà giờ đó thăm mệt lắm đuối anh thích khuya không nổi thứ tới mười hả con câu ghê vậy hả con dính lúc dưới luôn. Nó gị cho cong luôn cá bự dữ lắm nè tiền câu mà cong xuống dưới là dữ nè cá bự nha mọi người tiếc cái gì xảy vậy. Giờ móc ngoài lại nè đá dè dè cái đó ra cho nó bớt dướng. Ủa ha. Thành xuống thì ừ. Chút đặt cái khác. Dính khác được ta. Nó
Con cậu ghê, dòng thấy không? Con ngồi cắm. Thấy con cậu hết hậu chứ. Công lúc dưới luôn. Thì không chảy sao được. Nó bự. Chắc cỡ con cá nãy quá. Cá tê cá lóc chứ có cái gì à. Mùa đêm cá tê cá lóc ăn dữ lắm. Ngồi trùng này chỉ cá tê ăn nhiều. Kém rồi. Nghe thử con cá nó còn dính lại cũng ngon. Cá đỏ à? Ừ. Bự rồi, cá bự rồi. Cái con mà nó lúc dưới luôn rồi. Bự cá nào. Cá này ngon lắm. Nhỏ chứ ngon gì đó. Đi cho chôn cho mọi người. Bán nhất bà nội luôn á. Chết lấy cái đó. Ê vô tay. Cá này ngon chút có nhiều ngon chua thịt. Ừ. Ngon chua thịt ngọt không. Còn này chích cái này hội phản. Tê tái. Thôi mệt ra. Sôi sôi khó chết. Còn nữa cắm dài không cây tiếp theo. Nãy hết rồi mấy cây ta 25 cây. Ủa nãy đem nhiêu cây quần ta 32 cây. Ủa để trùng hả? Ê sớm để gì sáng ra thăm sáng dậy nổi đâu. Không dính gì đâu. Đựng cá chốt nãy em kia đựng cá rô đây đựng cá chốt. Dính hả? Cắt xin lỗi. Chắc nãy nhìn thấy cá rô quá. Hơn, nhẹ. Mày khôn. Ngồi biến. Này con. Chị xanh. Trung nữa à? Gì đang trung đâu vậy? Ở cái bản đó. Đây. Đâu có đang trung nữa. Con nó bò cầm mưa mắt ra. Đi đâu? Có cái gì? Nè.
Mình bỏ cái bịch sánh ra. Không. Anh nhóm bắt được con cá trung mùa hè. Con lớn. Bự. Ngon không? Cái. Còn. Thì lấy con này vừa mai làm luôn đi. Ừ. Giờ bắt cá nha mọi người. À, bắt cá trê là phải khó nè. Cá trê bự cho chừng á. Đổ nước ra bớt đi. Để em đậu cá em luôn. Bắt mấy cá nhỏ lên chứ đi. Nó chết hết. Khó bắt nó. Nó có dùng bầu lực luôn. Nó trơn quá chứ. Thằng Tôn, ra không thằng Tôn như Tôn. Đây. Rồi, cái tre bự không rồi. Còn này nửa ký à. Mệt nha. Nửa ký hơn. Cái đèn nhọc nó về thả nuôi chứ. Tại nhà hổng nuôi mấy cá trê con á, giờ bự rồi, ai chung luôn. Máu mấy cá ghê quá. Cá trê máu nó nhiều quá. Lòng mẹ. Về cho lẹ. Ôi, hốt con cá kia rồi. Hả? Ừ, bắt vậy đi. Hả? Con cá cứng với con cá trê đi. Hai cá cứng với cá trê đi. Được. Ừ, cá trê nhỏ đi, thả nuôi. Em bắt cái gì đi, bắt đi. Ừ, vậy thôi. Bắt cá rô đi. Nãy có mấy con bắt người hai người kia rồi, để cái nào ăn đi, anh thằng đi. Ăn quá nấu canh. Đó rồi đâu. Còn dưới mạng á. Vậy em bắt hai cá rô đi. Ừ. Thì vậy. Em tại em còn cá thì tại anh đã bắn cái em không mua cá kèo cá đóng à. Chỉ nuôi cá kèo à. Rồi cái cọc bình cho mình người thay cá như này tắm chút xíu anh Tùng nãy bắt không như cái cá phi nãy bắt không nãy em thấy ủa lâu tưởng ngủ chứ này gì đi bắt mẹ thấy cũng về rồi mà thấy đủ mẹ chạy cả rồi quá chừng luôn. Giờ đây được ký mấy à? Rồi, anh được ký mấy. Có cái tủ rồi. Ký ký mấy. Dọn cái này. Lắc lượng đi. Ủa, nãy. Mắc chưa? Đó, bắt đầu. Bỏ vô rồi mà. Dạ, ký mấy đi. Rồi cọc bịch cho mấy đi. Dạ. Trời, như nước hả? Ê, đây còn cái đôi ổn nội. Cái rô đông luôn nè. Có rô vô nè. Mẹ đù. Trời không thích ăn cái rô hả? Kì vậy? Để anh ăn đi, hút cơ. Ủa đâu? Anh ăn cà phê với cà tê được rồi.